Rồi mến chào anh em, hôm nay ngày 4 tây tháng tháng 6 anh em ơi. Thì sáng sáng sớm đẹp tinh mơ ha. Hôm nay ông chú với ông anh mình ở Lăng Biển. Đến đập thùng với con Kuta ZT 140 nè. Đây. Sáng sớm đập tin mời ha. Này chú Dung Anh mình đến với con Kuta ZT 140 Kuta chính hãng anh em. Anh em nào cần xài dòng Kuta thì cứ liên hệ bên em ha. Bên mình có bán hỗ trợ trả góp cho anh em luôn. Đó. Quá đẹp anh em ơi. Rồi. Trong dầu nhất chưa? Ông ZT 155 gọi nữa nè. Đó, bán giá viết mà. Bán giá này nè. Con lên, con nào.